Bảy phẩm xá lợi Phật. Lúc bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: Kiều Thi Ca, giả sử đem xá lợi Phật khắp châu thiệm bộ này là một phần kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm được viết chép là một phần, trong hai phần đó ông lấy phần nào? Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con lấy Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm. Vì sao? Vì đối với xá lợi của chư Phật, con luôn tin tưởng, sung sướng, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Nhưng thân và xá lợi của chư Phật đều nhờ kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm mà phát sanh, và đều do công đức thế lực Bát Nhã Ba La Mật Đa đã huân tu được, nên mới được tất cả thế gian, trời, người, Atula, vân vân cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Khi ấy Xá Lợi Tử bảo trời Đế Thích: Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm vô sắc vô kiến vô đối nhất tướng, gọi là vô tướng, và vô tướng đã không thể giữ, ông làm sao lấy được? Vì sao? Kiều Thi Ca: Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm không giữ không bỏ, không tăng không giảm, không hợp không tan, không ích không tổn, không nhiễm không tịnh, không cùng với pháp của chư Phật Bồ Tát độc giác thành văn, không bỏ pháp phàm phu ngu muội, không cùng với cảnh giới vô vi, không lìa bỏ cảnh giới hữu vi, không cùng với các không, không lìa bỏ các hữu, không cùng với Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng, không lìa bỏ tất cả pháp tạp nhiễm. Trời Đế Thích trả lời Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, thật đúng như lời ông nói. Bạch Đại Đức, nếu như thật biết Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm vô sắc vô kiến vô đối nhất tướng, gọi là vô tướng, không giữ không bỏ cho đến không cùng với trí nhất thiết tướng, không lìa bỏ tất cả pháp tạp nhiễm, đó là chân thật giữ Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, cũng là chân thật tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm. Vì sao? Vì Bát Nhã tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa không thuộc hai hạnh, không thuộc hai tướng. Lúc bấy giờ Phật khen trời Đế Thích: Lành thay, lành thay, đúng như lời ông nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm cho đến bố thí Ba La Mật Đa không thuộc hai hạnh, không thuộc hai tướng. Kiều Thi Ca, có người muốn làm cho Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm cho đến bố thí Ba La Mật Đa có hai tướng, đồng thời cũng muốn làm cho Trần Như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm cho đến bố thí Ba La Mật Đa cùng với Trần Như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ đều không hai, không hai phần. Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm thế gian, trời, người, Atula, vân vân đều phải trí thành lễ bái, nhỡ bên phải mà cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Vì sao? Vì tất cả chúng Đại Bồ Tát đều tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà.